đau xương khớp chọn X7 hay Black Five. Về đối tượng sử dụng, X7 Care thường thích hợp cho những người bị đau xương khớp nhiều, trở nặng hơn. Còn những người bị đau xương khớp lại thêm combo bị đau dạ dày hay có các vấn đề về tiêu hóa thì không thể bỏ qua Black Five nha. Về công thức thì X7 Care chứa glucosamine hàm lượng cao 1600mg, tổ hợp gồm 11 dưỡng chất phối hợp hỗ trợ chống viêm, giảm đau tốt, phục hồi, tái tạo chức năng sụn khớp. Còn Black Five khi đứng cạnh X7 Care thì cũng 1910. Mặc dù hàm lượng glucosamine thấp hơn X7 Care tí xíu là 800mg nhưng công thức trong Black Five cũng không phải là dạng vừa nha. Nhờ chứa tổ hợp enzyme độc quyền nên Black Five không gây kích ứng dạ dày mà còn hỗ trợ cho tiêu hóa tốt. Do đó Black Five là sản phẩm hỗ trợ xương khớp đặc biệt hơn so với nhiều loại trên thị trường. Ngoài ra thì cây búp mèo trong Black Five là một trong những dược liệu đã được Dược viện Quốc gia Hoa Kỳ ghi nhận về tác dụng hỗ trợ chống viêm, giảm đau, tăng miễn dịch trong các trường hợp viêm khớp này, viêm khớp dạng thấp, nên là bổ sung Black Five với hoạt chất thời thượng là cây búp mèo thì sẽ đỡ thêm khoản lo về tiêu hóa. Như vậy chỉ hơn 300k nhưng Black Five lại cho tác động kép lên cả hệ cơ xương khớp và tiêu hóa. X7 Care và Black Five đều là sản phẩm hỗ trợ xương khớp thuộc dòng hỗ trợ điều trị hàng đầu tại Mỹ thuộc thương hiệu Olin Lab, nên dòng nào cũng tỏa sáng theo công thức của riêng nó. Nhưng lưu ý, nếu cần một sản phẩm hỗ trợ xương khớp dành cho người bị đau dạ dày hay có các vấn đề về đường tiêu hóa thì nên chọn Black Five nha. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.